Đạo đức tôn trọng là đạo đức biết tôn trọng gồm rất nhiều hành động chúng ta cần phải lưu ý. Luôn luôn tôn trọng mọi người, không phân biệt già hay trẻ con, giàu hay nghèo, có học thức hay không học thức, có chức quyền hay không chức quyền, nam hay nữ, nông thôn hay thành thị, không phân biệt dân tộc, màu da trong nước hay ngoài nước, không phân biệt tôn giáo, có bệnh tật hay không bệnh tật, vân vân. Tôn trọng những nơi trang nghiêm của các tôn giáo, tôn trọng nơi thuyết pháp, tôn trọng những nơi thanh tịnh, tôn trọng nhà của người khác, tôn trọng tài sản của người, nhập gia thì tùy tục, tôn trọng lời nói, ý nghĩ, hành động, yêu cầu và ý kiến của mọi người, từ chối hay chấp thuận, tôn trọng cuộc sống, môi trường sống của tất cả các loài động thực vật. Đó là những pháp hướng tâm để nhắc tâm con thường xuyên trong mọi cảnh, mọi nơi, khi con thấy tâm con không hài lòng về ai hay nơi nào, vân vân. Có ai biết sống đúng đạo đức tôn trọng thì ta sẽ xả được cái bản ngã, thấy được lợi ích của sự bình đẳng, vui vẻ với mọi người và mọi vật. Tâm sẽ không còn sân giận ai, không phiền não bất cứ chuyện bất toại nguyện nào, không trách cứ chê bai phê bình nhận xét phân tích hay đánh giá ai đúng ai sai hết. Còn ngược lại, sống không có đạo đức tôn trọng thì làm gì có ai tôn trọng mình, ai thấy mình cũng tránh né, không thân cận và xua đuổi. Người không có đạo đức tôn trọng thì làm sao ở gần được các bậc tiền bối và các thiện hữu tri thức để mà học tập. Trong nhà con có các cháu, con vẫn thường tôn trọng việc làm của các cháu, không bắt các cháu làm theo ý mình, và nếu không nghe lời thì mắng. Con chỉ dùng lời nói giải thích cái tai hại của những việc làm sai để các cháu thấy. Nói một lần không nghe thì con cố gắng nói nhiều lần, chứ không bao giờ lớn tiếng. Và con luôn luôn nhắc tâm mình biết tôn trọng mọi người, kể cả các em bé. Không ngờ chỉ như vậy thôi mà con thấy các cháu rất thương nhớ con khi đi xa, còn ở nhà thì thích chơi với con hơn. Người sống có đạo đức tôn trọng thì tâm rất thoải mái, không bao giờ nghĩ sai, bình luận, phân tích về bất cứ người nào. Vì dù cho ai có làm việc gì, nói gì, thì người có đạo đức tôn trọng luôn luôn trọng việc làm, lời nói đó, không bình luận, tranh cãi gì cả, vui vẻ sống trong thuận hòa, lấy việc của người làm việc của mình. Ngược lại, khi con người không có đạo đức tôn trọng, thì khi bất kỳ ai nói, hành động việc gì, thì người đó sẽ phân tích, bình luận, nhận xét, tìm ra những cái xấu của nhau và chỉ sống trong kiến chấp của mình, không biết tôn trọng ai cả. Đúng hay sai, thành hay bại, được hay mất, đó cũng chỉ là chuyện thường thôi. Đừng quan trọng quá mọi việc thì tâm sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu ta sống không mong cầu điều gì thì có làm sai thì ta làm lại, có bại thì lấy đó làm bài học mà sửa sai, có mất thì tìm cái khác thay vào, chứ có gì đâu mà buồn phiền mà lo lắng. Con chỉ nghĩ mọi việc con người đều làm được, cho nên không vội vàng, không hấp tấp, vạn pháp là vô thường mà. Cứ thanh thản trong hiện tại là vui vẻ nhất.